Vài tháng sau. Viên phu nhân, việc lần trước con... Việc đã qua rồi, ta cũng không để trong lòng làm gì. Con không nên nhắc lại. Lại có ai bệnh rồi phải không? Muốn hút thuốc gì à? Là con. Con? Mẹ của con không phải không cho con uống thuốc hay sao? Đây là tiền con để lại hôm trước, con cầm lấy đi. Không, không phải như vậy đâu viên phu nhân. Con đến đây không phải vì việc này. Con cầm lấy mang về đi. Đừng có vì cái này mà mất đi tình cảm yên ổn ở trong viên gia đình. Viên phu nhân, con thực sự không phải đến vì cái này. Hả? Con đến đây mua ít thuốc dưỡng thai. Con... Cái gì? Con có rồi. Là sau khi uống thuốc của viên phu nhân, con đã có. Mẹ của con không phải không cho con uống thuốc của nhà ta sao? Mấy thang thuốc mà con mua ở đây, con đã lén lút sắc uống rồi. Thực sự rất là linh nghiệm. Tốt quá. Vậy thật sự là tốt quá. Nhưng có điều, thuốc dưỡng thai không thể uống bừa được. Nếu làm tổn thương thai nhi thì sẽ phiền phức lắm. Vậy thì con... Hay là vậy đi. Tối nay ta nhờ một đại phu lớn tuổi đến nhà khám riêng cho con nha. Như vậy thì con sẽ yên tâm hơn. Cảm ơn viên phu nhân. Trời ơi, viên phu nhân, viên phu nhân à. Phu nhân người lớn chắc không trách lỗi của tiểu nhân chứ. Tôi đã trách lầm phu nhân, đã trách lầm tiệm thuốc của nhà họ Viên rồi. Viên phu nhân à, đứa con trong bụng nhất định phải giữ lấy nó. Phu nhân giúp đỡ tôi. Nè, làm như vậy không được đâu, tôi không hiểu gì cả. Làm như vậy không được. Như vậy thưa mẹ, họ tôi đó. Viên phu nhân đã đồng ý nhờ một đại phu đến nhà để khám cho con rồi. Thật sao? Tôi... Trời ơi, tôi phải làm gì để cảm ơn phu nhân đây? Không cần thiết cảm ơn tôi. Khi về nhà cố gắng chăm sóc thật tốt cho con dâu của bà là được rồi. Điều này đâu cần phải nói. Từ khi biết nó có thai, tôi không cho nó làm việc gì hết. Kể cả nước rửa chân hàng ngày, tôi cũng chuẩn bị cho nó nữa đó. Mẹ à. Tiểu nhị, hãy lấy cái búp bê bé Phúc qua đây. Dạ. Đây. Trời ơi. Con hãy để búp bê này ở trên đầu giường, ngày nào cũng ngắm nhìn nó, chắc chắn con sẽ có được một đứa con bụ bẩm. Hay quá, hay quá. Cầm lấy. Cảm đi ơn. Cẩn thận. Cảm ơn phu nhân. Nhờ phúc của phu nhân rồi. Cảm ơn viên phu nhân. Chúng ta về thôi. Cảm ơn viên phu nhân. Không cần cảm ơn. Dạ cảm ơn. Tôi về đây. Cảm ơn. Không cần. Cảm ơn không cần cảm ơn. Đi cẩn thận nha. Chào bác. Các con đến rồi. Dạ. Ê, cẩn thận. Từ từ. Nè. Xuống đây. Cẩn thận nhìn nha. Gì? Con đi lại không tiện mà dẫn đến đây làm gì? Hôm nay con không thể không đến được. Hả? Tại sao vậy? Tại sao à? Tại vì con biết sức khỏe của bác mẫu không được tốt. Con không dám phiền, cho nên con tự mình đến đây để bác mẫu bắt mạch cho con một chút, để xem thử trai hay gái. Trời, lần trước không phải đã nói với con rồi sao? Là đứa bé trai mà. Với kinh nghiệm của ta chắc chắn không có lầm đâu. Nè muội, mời ngồi xuống đi. Vậy thì hay quá. Số phận của hai con thật là tốt, thật là có phước. Còn ta với cái thân già này chắc là không còn hy vọng để ấm cháu nữa. Bác à, hôm nay chúng con đến đây cũng chính là vì việc này. Hả? Đâu cập, Linh Nhi, huynh muội đến đây rồi à? Cái gì? Không quan ngại chúng tôi đến hả? Nếu vậy chúng tôi về đây. Nếu mà về thì tỷ tỷ đừng có hối hận. Nè, Diên Hoàng đâu rồi? Tỷ gọi Diên Hoàng ra đây đi. Cái gì vậy? Diên Hoàng tới đây rồi, đủ người chứ tôi mới nói. Còn làm ra vẻ nữa chứ. A Liên à, mau vào trong gọi Hoàng Nhi ra đây. Nhanh lên. Nhanh lên. Linh Nhi nói phải đủ người rồi mới nói cho biết. Trời ơi, sao hai người cứ luôn vội vã như vậy chứ? Mùi xem mùi kìa, cũng sắp làm mẹ rồi nhưng còn thích đùa giỡn như vậy. Để cũng không chịu dạy nó một chút. Ê, lần này Quỳnh trách làm Linh Nhi rồi. Đến thăm Quỳnh lần này Linh Nhi tuyệt đối không có đùa giỡn. Linh Nhi à, đừng có làm sao dễ nữa mà. Có gì nói nhanh lên đi. Lần này chúng con đến đây
là để thực hiện lời hứa của chúng con đó. Chúng con quyết định để đứa con đầu lòng của mình lấy tên là Diệp Thiệu Duyên. Diệp Thiệu Duyên, ừ, tên hay đó. Đúng là một cái tên rất đẹp, Diệp Thiệu Duyên. Trong tên vừa có chữ Diệp lại vừa có chữ Duyên thì càng nói rõ hai gia đình chúng ta thân thiết biết là dừng nào. Hết rồi chứ gì. Ờ, chỉ có việc này thôi sao? Việc nhỏ này mà đệ và Linh Nhi cũng phải kêu hết mọi người ra đây hay sao? Vậy mà còn nói là không đùa giỡn. Mùa giờ đã cặp chuẩn bị cho đứa bé này làm con thừa từ của Quynh và A Liên. Đúng vậy. Linh Nhi. Linh Nhi. Đi. Đây vậy Linh Nhi có biết mình đang nói gì không? Linh Nhi, đây không phải là chuyện đùa đâu. Đây là đứa con đầu lòng của đệ mà, đệ không nên đùa giỡn như vậy. Ê, đệ và Linh Nhi không phải đùa đâu. Đây là điều mà hai chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định. Có phải vậy không Linh Nhi? Chúng con đã hứa giao đứa con đầu lòng của mình làm con thừa tự cho gia đình bác, là tâm nguyện của hai chúng con. Cho nên hôm nay chúng con đặc biệt đến đây để báo với gia đình. Linh Nhi, tỷ biết mùi muốn giúp tỷ, nhưng mà việc này hoàn toàn khác với việc bình thường, không ai có thể giúp được tỷ cả. Ta hiểu rồi, các con đã biết việc ta ép Hoàng Nhi cưới thiếp cũng là việc bất đắc dĩ. Sau khi gia đình họ Viên trải qua biến cố tịnh nạn năm ấy, chỉ còn lại một chi hương quả là Viên Hoàng bây giờ. Nếu như bị đứt đoạn thì ta còn mặt mũi gì để gặp liệt tổ liệt tông chứ. Bây giờ, bây giờ ta nhìn thấy tỉ mũi của các con tình nghĩa sâu nặng như vậy, thậm chí giao cả đứa con ruột của mình làm con thừa tự cho nhà họ Viên, thì một bà già như ta làm sao còn có thể vì việc muốn ẩm cháo mà đi ép con trai của mình cưới thiếp nữa chứ. Ta có một đứa con ngoan, một người dâu thảo. Ta đã có phước đức lắm rồi. Nhà họ Viên tuyệt tự, ta cũng phải chấp nhận thôi. Thưa bác, chúng con là thật lòng mà. Thật ra Viên Hoàng Quynh không có con không phải là sai lầm của ai cả. Trước đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện, chúng con được cùng nhau đối diện vượt qua. Cho nên chúng con trao con ruột của mình đến làm con thừa tự của nhà họ Viên này, sau này chúng con còn có thể sanh nở tiếp. Gia đình bác hòa thuận biết bao, hiền lành như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho gia đình. Biết đâu có một ngày phu nhân thật sự được ẩm cháo, thì lúc đó vẫn có thể trao trả lại đứa con này cho chúng con mà. Linh Nhi, tỷ thật sự không biết phải nói điều gì với Mùi. Không phải là tỷ không nhận, nhưng chỉ vì việc này đến đột ngột quá, tỷ thật sự không dám tin. Tỷ thật sự không dám tin mà. Đâu cặp đệ, những lời nói vừa rồi của đệ và Linh Nhi đều là thật lòng chứ? Nếu nói hoàn toàn không bị giằng co trong tư tưởng thì đúng là tự dối mình. Nhưng mà Linh Nhi đã thuyết phục đệ, Linh Nhi đã làm cho đệ hiểu, tác thành một việc tốt cho người khác cũng mang niềm vui đến cho mình. Có thể đây là một việc xem ra có phần điên cuồng, nhưng việc này đã thể hiện một tình bạn vượt hơn hẳn tình mẹ con. Vì huynh, đừng suy nghĩ nhiều nữa hả? Huynh đệ mình thân như thủ túc, đệ và Linh Nhi là thật lòng đó. Huynh và A Liên mãi mãi không có con, bác thì không vui, huynh cũng buồn, trong lòng A Liên cũng khó chịu, có phải vậy không? Thôi được rồi, được rồi, nghe lời đệ, cứ như vậy đi. Đệ và Linh Nhi còn nói đứa bé này làm con thừa tự cho Quynh và A Liên, thì hai nhà chúng ta không phải càng thân hơn sao? Đạo cập đây đúng là huynh đệ tốt của ta. Con và đạo cập là huynh đệ tốt,
A Liên và Linh Nhi là tỷ muội tốt. Vậy ngay bây giờ các con kết bái huynh đệ với nhau đi. Được, vậy thì mình một cuối lại với tỷ tỷ đây. Thôi 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 thôi, đừng quỳ nữa mà. Mau mau đứng lên. Đứng dậy đi, cẩn thận đó, có chuyện trẹo lưng. Tỷ tỷ đó, lo lắng cho đứa bé trong bụng phải không? Nghe muội nói kìa. Linh Nhi, vậy thì chờ khi con sanh xong tìm một ngày lành hoàng đạo làm lễ thừa tự ha. Ba năm sau. Thật ra hôm nay tôi không đến cũng được. Khổng tiên sinh đã đoán tôi 5 năm sau mới có thể bỏ làm khổng sinh. Được rồi, được rồi, đừng quán trách gì cả, để biết mà. Chúng ta vô đi. Vô đi. Thôi đi. Thưa thầy. Thưa thầy. Vào đi. Thưa thầy. Thôi, Viên Hoàng, Đồ Tông Sư đã đọc bài văn của con rồi. Ông ấy rất ngưỡng mộ con. Ngưỡng mộ thì được cái gì? Cũng không thể thay đổi số mạng cho con. Nè, con có tấm lòng lo việc nước, việc dân. Sau này ra làm quan, bất kể ở một phương diện nào đều là phước đức cho bá tánh. Có phải vậy không? Thưa thầy, con chưa có thời có giận. Đến nay con không xong được việc gì cả. Tất cả những bài văn đó cũng chỉ bàn việc binh ở trên giấy thôi. Trời ơi, con không cần phải quá người trách trời. Con xem, văn tự bổ nhiệm cống sinh của các con đã có rồi đây nè. Cũng nói rõ rằng kỳ thi của các con đã thành công. Con có thể tham gia kỳ thi hương lấy cử nhân rồi. Cái gì? Quá tốt rồi. Không phải như vậy chứ. Thật đương sao? Nhiên, lần này ở trên phê chuẩn cho 5 người tú tài bổ sung cho cống sinh đó. Đây, nè. Diệp Đạo Cập, đây là dạ. Của con. Viên Hoàng, dạ. Của con. Đây là Phùng Khải Chi. Dạ. Tờ này á, của Triều, dạ, Quốc, dạ. Quan. Được rồi, sau này mọi người cần phải cố gắng hơn nữa. Người nào chưa đậu kỳ này hãy tranh thủ cho kỳ sau. Ha, vậy đi ha. Dạ, dạ. Viên Hoàng à, dạ. Đồ Tông Sư đã đặc biệt nhắc đến con. Mong rằng sau khi con được bổ vào cống sinh, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để thực sự là rường cột của quốc gia ha. Đúng vậy. Xin thầy hãy thay mặt con tỏ lời đa tạ Đồ Tông Sư. Con sẽ cố gắng, sau này con nhất định đến thăm. Khổng tiên sinh đã đoán con muốn bổ cống phải mất đến 5 năm, cần phải ăn hết 91 thạch 5 đấu lương thực của triều đình. Nhưng bây giờ chỉ mới có 3 năm mà con đã thành công rồi. Cũng nói rõ ông trời sẽ trao trách nhiệm cho con. Con sẽ không bỏ qua cơ hội này. Điều này cũng đã nói rõ. Lần này Khổng tiên sinh đã tính sai rồi. Bây giờ con phải về nhà để cho gia đình biết cái tin tốt này. Hôm nay con phải đại khách mời tất cả những thú tài được bộ cống đi ăn tiệc. Cho dù như thế nào, hôm nay con cũng xem như được nở mặt nở mày rồi. Quốc tiên sinh, thầy nhất định phải đến đó nha. Thầy không đến đó đâu. Các con còn thanh niên cứ ăn mừng thỏa thích. Dạ, thưa thầy, chúng con xin cáo từ. Thưa thầy, con cáo từ. Hai con về đi. Dạ, cáo từ. Ý, đây là cái gì đây? Thiệu Duyên, qua đây, con có vui không? Mẹ ẩm nha.
xem kìa, có mẹ ruột đến thì hoàn toàn khác hẳn. Vừa rồi cô còn đang khóc đó. Tỷ tỷ đó vậy, sau này mới không dám đến nữa. Cái miệng của Linh Nhi luôn nhạy bén, con không đến mẹ nhất định không đồng ý. Con mà không đến ở đây vắng vẻ lắm. Không phải vậy đâu, trong nhà có Thiệu Duyên, mẹ còn buồn nữa hay sao chứ? Không buồn, không buồn đâu. Cũng rất may là có cháu, cũng làm cho ta vui đó. Thiệu Duyên thực sự làm cho mọi người vui hẳn lên đó. Cả nhà đều cưng chiều nó, nhất là mẹ nè. Thằng bé này không thể cưng chiều quen thói được. Nếu như con không nghe lời thì cứ việc đánh đòn. Mụ không đau lòng đâu. Nói bậy, có ai không đau lòng vì con ruột của mình chứ. Hơn nữa Thiệu Duyên rất nghe lời, ở nhà không ai nỡ đánh đòn nó. Tỷ nhìn thấy mẹ con thật giao cách cảm lắm. Tỷ ghen hả? Làm gì có chứ. Ơn đức của muội đối với tỷ tỷ, không biết kiếp này có. Thôi đi thôi đi, tỷ tỷ lại nói nữa rồi. Con có hai người mẹ thương yêu, muội còn mừng hơn nữa đó. Tỷ tỷ sao rồi? Ê, tỷ tỷ không sao chứ? Có phải vì chăm sóc Thiệu Duyên quá mệt không? Tỷ cũng không biết nữa. Mấy ngày nay luôn luôn muốn ói, thứ gì cũng không muốn ăn. Hả? Có bao lâu rồi? Đã mấy ngày rồi. Thưa mẹ, có khi nào con bị bệnh rồi không? Mẹ, bắt mạch thử đi. Đã, đây, 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 đây. Nè, qua đây, qua đây. Sư dĩ tôi nói lần này ông trời đã giao nhiệm vụ cho tôi. Nói thật nha, tôi nói thật đó. Chỉ cần có tài có học, khi vận may tới thì sẽ không có gì cản trở được đâu. Thật mà. Nè, cứ lấy ví dụ như ai đây, như Ngô Tú Tài mà nói, cho dù gia đình hắn vô cùng giàu có thì hắn lại làm được cái gì chứ? Đến cuối cùng vẫn không thể nào cầm được tờ giấy bổ sung cống sinh, đúng không? Đúng không? Còn cái à, Điền Tú Tài, suốt ngày từ sáng đến tối luôn bận rộn cho việc ai vua định mở, đến bây giờ thì làm được gì? Không phải tiếp tục phải khổ luyện ở nhà hay sao? Hả? Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Cho nên tôi nói với các bạn này, trong lòng trống rỗng, không có thật tài thật học là không thể làm gì được. Có phải vậy không? Đây, uống đi, uống đi. Nè, cạn đi, cạn đi. Uống đi. Nè, uống đi, uống đi chứ. Quên sai rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Người nói bậy. Ta có uống nhiều đâu, ta thực sự đâu có uống nhiều. Thiệt mà, những lời của ta nói, ta nói trên cơ sở tình bạn tốt đẹp của chúng ta cả. Để cảnh giác với các bạn. Hả? Ta cần phải cho các bạn biết việc chiết văn này. Hả? Chúng ta không cần sử dụng từ ngữ ba hoa đẹp đẽ gì cả để viết thành một bài văn không có trọng tâm. Điều đó rất vô dụng. Làm như vậy cũng chính là làm nhục văn nhân nhã sĩ. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Hả? Có đúng vậy không? Làm thế thì sau này chẳng qua chỉ là một kẻ tâm thường thôi. Nè, nè, vậy chúng ta trở thành những kẻ tâm thường. Cạn đi, cạn, cạn, uống đi. Liên, con có tin mừng rồi. Thật sao? Đúng là đáng mừng mà. Liên tỷ tỷ, mẹ nói con đã có con rồi ạ. Con, con có con rồi. Tỷ có con rồi. Con thực sự có con rồi sao? Linh Nhi, mẹ à, con có con rồi. Đúng vậy, con thực sự có con rồi. Con có con rồi. Con có con rồi. Các bạn nói đi, bài văn này phải viết như thế nào? Phải viết như thế nào hả? Hả? Quốc chi xương thịnh, tại ư dân chi sanh kế. Như dân chi sanh kế, tức thủ quyết ư, thiên thời, địa lợi, chính thông, nhân hòa. Thiên, hữu hiếu sanh chi đức. Địa, sản dạng vật giai huệ. Nhi chánh thông, tắc dân hân chánh bất thông. Tất tệ đoan sanh, oán kết khởi. Thiên chi đắc bất đắc,
địa chi huệ bất cốc, bất cốc tắc nhân nan hợp, tai hại sanh, sanh linh đồ tháng, quang du biến giả. Nói nhiều quá. Vậy, vậy. Cố triều đình minh lệnh chiêu chương, chế phát ban lệnh phủ dân ủy chúng. Tôi đi trước. Tuân Khổng Tử chi thánh ngôn. Dân di thượng, quân thứ chi, thử nải chi thánh chi ngôn giả. Thôi mà. Ý, người đâu? Về hết rồi. Về hết rồi hả? Nè. Tại sao họ về hết rồi vậy? Được rồi, qua đây. Ta nói cho người biết. Cái nhóm người này, ta nói cho người biết, cũng chỉ là một thứ thô thiển tâm thường mà thôi. Ê, được rồi, quên cổ uống nữa hả? Được rồi, đừng uống nữa, đủ rồi. Nè, chúng ta về đi. Hả, về đi. Tôi không có sai. Không có sai. Để biết quên không sai, để biết quên rất giỏi. Được rồi. Ta cực khổ nói cả nửa ngày trời. Được ta, rồi mà. Phí cả hơi. Được rồi. Điều đó không. Không. Thiếu gì, con qua đây. Dạ. Xin hỏi khách quan có gì dặn dò ạ? Người Tú Tài mở miệng cuồng ngôn vừa rồi đó là ai vậy? Dạ, chắc người mà ngài hỏi là Diên Tú Tài rồi. Ông ấy là tài tử ở trên trấn này. Hôm nay ông ấy mời khách để chúc mừng được bổ sung cống sinh. Có thể là do uống nhiều nên nói nhiều đó. Ơ trời ơi, con đừng cong lưng như vậy, động tới cái thai đó. Thưa mẹ, con không sao đâu. Việc này mẹ không cho làm, việc kia cũng không cho con đụng vào, thì con sẽ buồn lắm đó. Thì chờ khi con sanh xong á, thì lúc đó con tha hồ bận rộn. Viên phu nhân. Hai vị đến rồi. Nghe nói gia đình Viên phu nhân là sắp thêm người rồi. Tôi đến đây chúc mừng đó. Cảm ơn hai vị. Con xin trả cái bức tượng này lại để phù hộ cho cô khỏe mạnh, sanh được một đứa bé kháo kỉnh. Cảm ơn. Nhờ phúc đức cô bà đó. Áo này đủ dày rồi chứ? Chắc phải đủ rồi. Để con làm cho mẹ. Không có gì. Trời, mới sáng sớm mẹ bận rộn gì vậy? Mẹ dậy sớm lắm hả? Thì cũng vì con sắp đi học ở Quốc Tự Giám. Liên đang vội giả mẹ áo ấm cho con. Mẹ còn sợ Liên quá mệt làm động thai nhi. Không sao đâu thưa mẹ, con biết giữ sức mà. Ở phương Bắc thời tiết lạnh lắm, tức con mặc áo này có thể đỡ lạnh hơn. Còn 3 ngày nữa là tứ công phải khởi hành rồi, tiếp sợ làm không kịp. Huynh nhất định phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình ha. Lần này huynh đi phải hơn 1 năm mới về. Chờ khi huynh về, con của mình chắc không nhận ra cha nó đâu. Khi huynh đi khỏi nhà thì việc nhà phải nhờ Mùi lo lắng nhiều hơn, quan tâm bản thân mình và cũng chăm sóc tốt cho mẹ. Tứ công yên tâm đi, còn thiếp, ngày nào thiếp cũng sẽ ấm con chờ tướng công. Đó sẽ là sự thật. Chỉ e là sau 1 năm bà lão già này sẽ... Thưa mẹ. Mẹ nói cái gì vậy? Bây giờ con được đi học ở Quốc Tự Giám. Bây giờ gia đình họ Diên của mình lại có người nói giỏi rồi, mẹ mới bắt đầu hưởng phước báo. Sao lại còn nhiều đó? Diên Quang. Diên Quang, nhanh lên đi, có việc hay rồi. Đầu cặp bà có chuyện gì vậy? Dương đại nhân ở đại lý học đài muốn gặp tất cả Tú Tài và học Quốc Tự Giám lần này, đãi tiệc tiễn Tú Tài lên đường. Nhân đó cũng có vài lời quấn thị, đãi tiệc ngay thành phố học đài. Tuyết Trung, đi nhanh lên đi. Cũng không ngoài một số đạo lý trị quốc bình thiên hạ, ta lại không muốn nhập bọn với số người đó. Chỉ bằng ta ở nhà thêm một thời gian nữa để cứ nói cho họ biết là ta bệnh rồi, ta không đi được. Nè, nhưng thì để cứ nói cho họ biết là huynh bệnh rồi, huynh không có đi được mà. Nhưng mà học đài đại nhân muốn tiễn các Tú Tài lên đường, không thể không đi đâu. Đúng vậy, đi đi. Đi. Nè, đi. Đi đi mà. Đi. Đi, chúng ta đi. Thì chúng con đi nha. Chào thầy. Chúng con đã chuẩn bị đến phụ học đài. Đạo cặp, một mình con đi trước đi. Thầy có chuyện muốn nói với Diên Hoàng. Thưa thầy, thầy có việc gì mà gấp vậy? Thầy bảo con đi trước thì con cứ việc đi trước. Diên Hoàng chưa cần đi vội đâu. Thưa thầy, có việc gì mà vội vậy? Chút nữa chúng con về nói được không? Đúng vậy. Thưa thầy, vậy thì... Thưa thầy, thầy có thể nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì không? Bây giờ mọi người đều ở đây thì tôi cũng xin nói thẳng,
danh sách bổ sung cống sinh của Viên Hoàng bị thu hồi. Tại sao lại như vậy? Sao chứ? Con không nghe lầm chứ? Sự việc đã thuận lợi, tại sao lại bị thu hồi chứ? Đúng vậy. Đúng vậy. Ê, có bao giờ có ai nói gây chuyện cố ý cản trở Viên Hoàng hay không? Có phải là ông đại lý đại học đã nhận tiền hối lộ của nhà nào không? Cho nên con biết rồi. Chẳng lẽ lời nói của Khổng Thiên Sinh lại ứng nghiệm rồi? Là tại vì coi ăn chưa đủ 91 thạch gạo của triều đình, chắc là nguyên do ấy rồi. Không, không phải vậy. Thầy hỏi con, có phải hôm qua các con ăn tiệc ở Hảo Nguyệt Lầu không? Dạ đúng, thầy cũng biết mà. Hôm qua Viên Hoàng đã mời khách chúc mừng được bổ sung cống sinh. Chính là ở chỗ đó. Các con có biết không, hôm qua đề học Dương đại nhân vừa đến huyện mình nhận nhiệm vụ. Đại nhân nghe nói những tú tài được bổ sung cống sinh đều tụ tập ăn mừng Hảo Nguyệt Lầu, cho nên đại nhân đã di hành đến đó. Không ngờ gặp được Viên Hoàng theo như Dương đại nhân nói. Sau khi uống rượu, Viên Hoàng đã buông lời nói kiêu ngạo, hơn nữa khẩu khí cũng rất ngông cuồng, làm cho nhiều tú tài khác mất hứng bỏ về đó. Con nghĩ xem, Dương đại nhân lúc đó cũng rất là tức giận mới quyết định thu hồi tư cách cống sinh của con đó. Vậy những điều Quốc tiên sinh đều là thật hả? Có phải không? Thưa mẹ. Con nói đi. Thôi đi. Thu hồi thì thu hồi. Cái hư danh cử nhân này ta không cần cũng được mà. Nói cho cùng thì ta còn có thể làm đại phu mà. Hoàng Nhi. Thưa mẹ, mẹ ơi. Mau đưa mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Được rồi. Mẹ làm sao rồi? Mẹ à. Nếu như tính khí của Viên Hoàng không thay đổi thì sau này sẽ bị thiệt thòi nhiều. Thưa thầy, tại hôm qua Viên Hoàng quá vui mừng, đã uống thêm vài ly, cho nên từ nhỏ ta đã giáo dục nó phải biết khiêm tốn mới có thể tiến thủ được, tuyệt đối không được cống cao ngã mạn đó. Nhưng Viên Hoàng, trời, giao bất nghiêm sư chi đọa, cũng vì người thầy như tôi đây chưa hết trách nhiệm của mình. Thầy cũng đừng tự trách nữa. Xem ra Viên Hoàng huynh ấy không tới đâu. Huynh có thể hiểu được tâm trạng của huynh ấy. Đáng lẽ huynh ấy cùng đi với huynh trên chiếc thuyền này. Với huynh ấy, cú sốc này thật sự quá nặng. Việc này cũng không thể trách người khác. Nếu muốn thì huynh ấy phải tự trách mình trước. Được rồi, được rồi. Huynh đừng nói nữa. Huynh cũng về đi. Về an ủi huynh ấy nhiều hơn. Về đi. Hả? Được, huynh lên được cẩn thận. Linh Nhi. Linh. Linh tỷ tỷ, sao tỷ đến đây vậy? Tỷ đã có thai, phải cẩn thận một chút chứ. Đúng đó. Nhưng huynh đâu? Tối hôm qua huynh ấy ở nhà ngồi suốt một đêm trường. Sao hôm nay không biết là đã đi đâu rồi nữa? Đúng vậy, huynh ấy cần yên tĩnh một mình. Được rồi, huynh đi nha. Hai người ở nhà cố gắng bảo trọng. Trên đường nhớ cẩn thận nha. Huynh biết rồi. Bảo trọng nha. Muội về đi. Huynh đi được cẩn thận đó. Biết rồi. Không sao đâu. Huynh à, nghe đầu bên đó mới khai trương một quán rượu đó. Huynh để mình qua bên đó thưởng thức một chút đi. Được. Lắm rồi không có gặp nhau rồi. Đúng rồi đó. Đi uống cho vui. Ủa, Viên Tú Tài, không phải Tú Tài cũng đi học Quốc Tử Giám lần này sao? Sao huynh còn chưa đi? Tôi sao huynh nè. Nè, đừng có nhắc chuyện đau lòng nữa. Thôi mình đi đi. Đi. Đi.
Từ sáng tới giờ cô đi đâu vậy chứ? Quynh có biết không, sáng hôm nay trước khi Đào Cập được ở đây vẫn chờ đợi muốn gặp Quynh. Đào Cập tưởng rằng Quynh sẽ đến tiễn Quynh ấy. Quynh làm như vậy thật đã làm cho bạn mình khó xử rồi. Ai khó xử? Là ta khó xử đây nè. Ta đi tiễn Đào Cập, chẳng lẽ muốn để cho người khác chê cười ta sao? Tốt. Chẳng lẽ cả đời của Quynh tự nhốt mình cứ bước ra khỏi cửa hay sao? Đúng là chúng tôi đang giận Quynh. Còn Quynh giận điều gì chứ? Chỉ vì trong lúc đắc ý thì Quynh xuất khẩu cuồng ngôn, còn khi bất đắc chí thì lại ủ rũ chán nản. Khi nóng lên thì trông giống như ngồi trên đống lửa, khi lạnh thì giống như người ngồi trên băng. Quynh xem thần sắc bây giờ của Quynh kìa, không giống một thứ gì cả. Đủ rồi. Mà giống một người trượng phu biết co biết duỗi. Đủ rồi. Đừng có nói nữa, để ta một mình yên tĩnh được không? Tướng công, mẹ gọi tướng công vào trong một chút. Hoàng Nhi, con đừng có nản lòng. Lần này con không được bổ làm cống sinh, cũng không thể nói Khổng tiên sinh đã đoán đúng tất cả. Con hãy nhìn A Liên đi, không phải đã có con rồi hay sao? Con hiểu. Con chỉ không muốn để mình thành trò cười cho những người trên thị trấn này thôi. Tư công, nghe người ta trên thị trấn nói, chỉ cần giao lưu tốt với những ông quan ở trên thì văn thư bổ sung cống sinh lần tới chắc chắn sẽ có tên tướng công. Lưu tú tài trên thị trấn cũng đã quả cáp rất nhiều cho quan trên mà. Cho nên trong danh sách bổ sung lần tới chắc chắn có tên của nó. Thiếp đã suy nghĩ rồi, những trang sức của mẹ để lại cho thiếp, cha đã trao cho thiếp. Trong ngày cưới tướng công đem ra đổi lấy tiền bạc để... Nàng nói như vậy có nghĩa gì? Nàng xem thường ta phải không? Thiếp... Nàng cũng thấy ta không đủ khả năng phải vậy không? Ta nói cho nàng biết, nàng đừng thương xót ta. Hả? Tại sao nàng không suy nghĩ, bảo ta đi hối lộ như quan chết tiệt kia sao? Rồi ta sẽ trở thành con người như thế nào? Hả? Làm như vậy chỉ làm cho bọn họ càng xem thường ta. Ta cái gì cũng không làm thì bọn họ sẽ cho rằng ta đã sử dụng tiền bạc để mua lại cái tiếng cống sinh. Đây không phải là cách làm của Viên Hoàng ta. Nàng muốn làm cho ta thớm bại danh liệt hay sao? Nàng không giúp được gì cho ta, chỉ làm hỏng việc của ta thôi. Nghĩ lại hồi đó, tại sao ta phải cưới nàng làm vợ làm gì chứ? Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, con... A Liên à, con... A Liên! A Liên! Con hãy mau chóng gật theo A Liên đi, bây giờ A Liên đang mang thai. Dạ, mà con đi ngay. Nhanh lên. A Liên! A Liên! A Liên! Viên Hoàng! Viên Hoàng! A Liên không thấy đâu hết, bộ trưởng cấp cho cũng không thấy. Cô nhanh chóng tìm vị ấy đi. Nhanh lên! Viên Hoàng! À, đi nhanh lên. Bộ lên. Nhanh lên!
Đại phu sao rồi? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Sao rồi? Đứa bé trong bụng không thể giữ được. Tất cả tại ta. Mẹ! 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 Tỷ tỷ, để quần áo của đứa bé xuống trước đi mà. Nghe lời muội đi, tỷ bỏ quần áo em bé xuống trước đi. Hả? Dạ mời. Tại sao lại xảy ra cơ sự như thế này? Quỳnh đây đã mấy ngày không nói tiếng nào. Còn tỷ tỷ, tỷ tỷ thì bị sốc liên tục, đã trở thành như vậy. Tỷ tỷ à, muội biết ở trong lòng tỷ rất khổ. Tỷ tỷ nghe lời đi, cần phải đối diện với sự thật mà. Hãy để quần áo em bé xuống trước. Đẩy xuống trước đi mà. Nghe lời của muội, buông ra đi. Buông. Tỷ tỷ không thể làm như vậy được. Tỷ tỷ không thể làm như vậy mà. Tỷ tỷ nghe lời của muội đi. Tỷ tỷ đã có thai, tỷ tỷ còn có thể có con được nữa mà. Muội biết là mất đứa con này mọi người cũng rất là đau khổ, nhưng mà tỷ tỷ vẫn còn cơ hội có đứa con khác. Vẫn còn cơ hội có đứa con khác mà. Tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ cứ như vậy thì suốt cả đời tỷ tỷ không thể nào thoát khỏi cái bóng khổ đau. Hãy để áo quần của nó xuống. Tỷ tỷ cần thoát khỏi cái bóng đó, tỷ có biết hay không? Tỷ tỷ, nghe lời của muội đi. Nghe lời của muội đi. Trong một thời gian dài như trước đây, bất kể là khó khăn gì, tỷ tỷ cũng đều vượt qua được mà. Lần này tỷ vẫn có thể như vậy. Liên tỷ, tỷ nhất định, tỷ nhất định phải vượt qua. Nhất định phải vượt qua mà. Không sao đâu, ổn rồi mà. Không sao đâu. Viên Quang, Quỳnh ăn một chút đi. Đừng để mọi người lo lắng. Viên Quang, Viên Quang à, Quỳnh có phiền não gì trong lòng, Quỳnh hãy nói ra hết đi. Quỳnh nhìn Liên tỷ kìa, một người cô gái mềm yếu như vậy thì ấy cũng có thể đứng dậy được mà. Còn Quỳnh, đừng đừng một đại trượng phu, chẳng lẽ ngã xuống là không thể đứng dậy được nữa? Cái nhà này, gia đình này cũng rất cần Quỳnh. Viên Quang,
Quỳnh đừng trốn tránh có được không vậy? Quỳnh nói đi chứ Diên Hoàng. Tư công, tư công yên tâm đi. Có muội ở lại với tư công, tư công không đứng dậy thì muội cũng không đứng dậy. A Liên tỷ, sức khỏe của tỷ không thể chịu đựng được sự dày dò mình như vậy đâu. Không được, tỷ tỷ không sao đâu. Tất cả sự việc này đều do tỷ cả. Tỷ tỷ phải quỳ ở đây cùng với tướng công của mình. Không được, tỷ tỷ đứng dậy trước đi. Đứng dậy đi, sức khỏe của tỷ không thể chịu nổi dày dò này. Bệnh của tỷ vừa mới khỏi mà. Tỷ đứng dậy đi. A Liên à, nghe lời muội đi. Hai người đi ra ngoài đi. Ta không cần các người thương hại ta. Để cho ta ở đây yên tĩnh một mình đi. Hai người đi ra ngoài đi. Đứng dậy trước đi. A Liên. Ta xin hai người hãy đi ra. Tỷ tỷ đứng dậy đi. Sức khỏe quan trọng hơn mà. Cứ quỳ mãi như vậy cũng không giải quyết được gì. Đi ra đi. Tỷ tỷ đứng dậy trước đi. Sức khỏe quan trọng hơn mà.